Hello anh em, lại là thầy Tuấn tận tình đây Rồi, ngày hôm nay sao ạ? À? Theo được sau rất là nhiều sự yêu cầu của các bạn Nhắn tin cho thầy Nói ơi thầy ơi, thầy giải giùm em câu 523 đi Sao em làm hoài mà có bị lộn hoài thầy Đó em phân tích đó em phân tích theo cách mà đúng á thầy thì sao là em chọn hướng một mà nó 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 lại sai mà câu này đúng là hướng một đáp án số 3 này là một năm là tại sao thầy phân tích giùm em em không hiểu ha rồi ok nha rồi thì phân tích cho các bạn nè cái câu này nha các bạn cái câu này đúng nghĩa là sao ạ à? thầy nói rồi câu này là một trong sáu trăm câu người ta gài các bạn ha gặp câu này các bạn nhớ mẹo giùm thầy là các bạn chọn nó bé một năm là đúng là bé số 3 là đúng còn ông nào chọn đấy một là sai nha bởi vậy thầy rất trong những buổi like thầy nói rồi câu này ông nào nhớ mẹo thì làm đúng mà ông nào phân tích đúng làm sai đây ví dụ trường hợp này nhớ mẹo đúng không là cứ thấy hình này cứ gặp cái dạng này là chọn một năm đi là không giờ sai còn thầy phân tích cho các bạn thầy nói tại sao phân tích đúng mà làm sai nè đây phân tích nha rồi hướng một năm đúng không rồi mình phân tích nè hướng một được không là rẽ phải được không được chứ tại vì không có cấm xe tải rẽ phải là được đi vào bình thường rồi bỏ mà qua rồi hướng năm được không không các bạn nhìn kỹ là thầy là gì hướng năm là sao ạ à? không được đi vào tại vì sao các bạn coi nè đưa đi này là không cái hướng năm là sao ạ à? nó đi qua biển rồi mới quanh đầu thấy không qua biển cấm con mới quanh đầu rồi các bạn nhớ này nè đặt đi mình lại chạy số 16 tất cả điều này được trong sách mẹo này hết đây nhớ này biển này biển, này, biển cấm con nha mà mình là xe tải thấy không tại sao xe tải không được vô trong biển cấm con mình đầu thì các bạn nhớ này hai con thằng chú nè cấm nhỏ là cấm luôn lớn mà cấm lớn là không cấm nhỏ thì trường hợp này biển là gì cấm con không thì áp dụng mẹo gì cấm nhỏ là cấm luôn lớn thì lấy gì xe tải đi vào đây mà được hoành đầu không ạ nè rõ ràng là là là, là xe tải này đúng không nè xe tải cái, cái hướng là sao đi vào đi vào quảng vào biển rồi mới hoành đầu không mà thì suy ra còn suy ra là sao biển đi cấm con là xe tải không được đi vô đây mình đầu. đúng nghĩa là cái mũi tên này nè phải nằm dưới đây một xíu các bạn nằm dưới đây nè thì xe tải hoành mới đúng nha được chưa nên là thầy khuyên tự lòng các bạn rồi gặp cái dạng này nha gặp cái câu này nè thấy hình này là chọn một năm dùm thầy là không giờ sai còn nếu các bạn phân tích đúng là các bạn làm sai đó ok ha rồi các bạn nếu mà thấy cái video này hay hữu ích thì sao đừng quên thả tim follow chia sẻ dùm cho thầy ha còn muốn biết thêm cái câu nào khó nữa thì theo à các bạn sao ạ à? cứ comment ở dưới đáp án đi comment đi comment đó rồi thầy uh thầy làm cho thêm nha không hiểu câu nào thì cứ nói thầy câu nào khó thì cứ nhắn lên cứ comment thầy thầy giải thích cho các bạn rồi ở đây thầy tuấn có một bộ sách như vậy nè bạn nào đi học bằng b 1 b 2 c d f á chỉ cần một bộ sách như vậy là các bạn đủ học rồi một bộ của tức của cuốn sách của thầy tuấn Thường tình nha có hai cuốn thôi một là cuốn mẹ vô phỏng hai là cuốn mẹ lưu thiết đầy đủ tất cả đầy đủ kiến thức trên đây các bạn hai có 17 trên thôi học hết 17 trên này là mấy bạn làm gần 500 câu trong đây có gì mà thầy nói vậy đây trong đây có phần biển báo nè ha phần biển báo nè phần mẹo nè tất cả từ phần chữ biển báo sơ hình đầy đủ trong đây hết luôn không đó chỉ cần học hết 17 trang là mấy bạn làm gần 500 câu nha đó rồi quan trọng nhất là có luôn linh tải phần mềm cho các bạn ở phía sau ha quét mã qr vô nhóm để lấy linh tải ha rồi tuấn tận tình là thầy ha rồi hẹn các bạn trong những video tiếp theo của thầy nha chúc các bạn có một kỳ thi thật là tốt nha thi một phát ăn ngay luôn nha mọi người ơi bye bye ạ à.